Nước chấm ở đây được người dân khen rất là ngon các bạn. Ở đây là địa chỉ 116 xẹt 1 vườn chuối, có quán bún bò viên cô Hoa đã nổi tiếng 36 năm rồi. Đó, các bạn có thể thấy chúng ta tới thì khách đã dựng xe chật rồi, khách còn đang vô nữa. Đó, bạn thấy không? Bún bò viên vườn chuối cô Hoa là có nó từ năm 1981, tức là đã 36 năm rồi các bạn, và không có một chi nhánh nào khác. Rất đông, nằm sâu trong con hẻm 116, khu ẩm thực của chợ vườn chuối. Đây là bò viên, đây là nồi súp bò viên. Chủ quán đang múc súp bò viên cho khách mang về. Đây là bún dùng cho bún bò viên, mùi gà rất là cân của quán bún bò viên cô Hoa. Cái này là bún tươi, cái này gọi là mì. Người khách sẽ thích ăn mì là sẽ gọi tô mì vàng này, còn nếu mà khách ăn bún bình thường thì sẽ ăn bún tươi thế này. Đây là cái quầy gia vị và bún rau. Mấy bạn lấy tương chanh bưng đi phở đi em. Bún bò viên cô Hoa. Có thể chứng kiến lại cái quầy đựng tô bún rau và các gia vị của quán bún bò viên cô Hoa. Đây là tủ đựng chả chiên của quán bún bò viên cô Hoa này các bạn. Đây là bò viên quán cô Hoa. Đây là chả chiên sắc lát nha. Đây à, chú đang dở cái nồi nước nhân, nước lèo của bún bò viên cô Hoa đây. Bún bò viên cô Hoa có từ năm 1981 các bạn. Đây là bảng giá bún bò viên. Tô thường thì 22 ngàn, chén thì 22 ngàn, tôi đặc biệt 30 ngàn. Cái giá cũng không có mắc nhưng mà rất là hợp lý. Ngoài ra còn có sữa chua 5 ngàn, cá thì 6 ngàn. Quán phục vụ từ 12:30 đến 22:30 hàng ngày. Đây là cây nước chấm của quán bò viên cô Hoa. Đây các bạn có thể thấy. Ở đây có nước mía 6.000 ly nè các bạn. Quán nhân viên rất là đông. Có cả em bé là các bạn. Rồi ăn đi con, cắn đi, nguội rồi. Rồi em chào chị. Chị cho em hỏi là chị hay ăn ở quán bún bò viên cô Hoa hả? Chị ăn được bao nhiêu năm rồi chị? Được gần chục năm rồi. Tại chị thấy bún bò viên ở đây so với bún bò viên ở nơi khác thế nào? Cái bò viên nó làm chất lượng cao, tương quan trọng là tương ngon, quan trọng là tương ngon à? Cả bò viên cũng ngon, cả bò viên cũng ngon. Dạ. Cái tô chị ăn là đa giá bao nhiêu tiền ạ? Dạ. 22 ngàn. Dạ. Chị có một tuần thường chị ghé bao nhiêu lần? Tuần 2 ngày. Dạ, tuần 2 ngày, tháng 8 ngày đó. Rồi, em cảm ơn chị. Em bé xinh quá. Đây, nhân viên của quán đang bỏ dâu vô trong tủ. Dâu này bán là bao nhiêu hũ vậy ha? Bao nhiêu một hũ này chị? 6.000 một hũ à chị? Toàn là dâu quán tự làm này, rất ngon. Ai cũng khen các bạn. Nếu mà khách không ăn mì gà, không ăn bún tươi truyền thống thì có thể ăn thay mì gói.
đây là tô bún bò viên của quán Cô Hoa, bán từ năm 1981. Mình muốn về hả chị? Chị kêu chưa? Hai phần bún viên á. Đây, một gia đình đang đi ăn bún bò viên Cô Hoa ở chợ Vườn Chuối. Tô thường 22.000 và tô đặc biệt chỉ có 30.000 thôi các bạn. Giá rất là hợp lý, không mắc cũng không rẻ. Chị đang bỏ rau vô bì để mang về cho khách, khách mua về. Đúng á, đúng hả? Đâu có rau trụng đâu chị, cái nồi chưa có chị ơi. Các bạn có thể thấy chưa đầy 10 phút mà quán lại đông nghẹt trở lại rồi. Thầy có bạn có thể thấy là quán chú làm việc liên tục, đầu bếp, cô chủ, chú chủ và khoảng chục nhân viên làm việc liên tục không ngừng nghỉ để phục vụ cho những thực khách du khách bò viên Vườn Chuối. Bạn có thể thấy là nhân viên của quán bưng bê cho đến sức cho đến là món rất là náo nhiệt. Đây là một cái gia đình đi ăn phở bún bò viên của cô Hoa. Cô cho con hỏi cô ăn ở đây được khoảng bao nhiêu năm rồi? 25 năm. 25 năm. Thì cô thấy cô cho con đánh giá về bún bò viên ở quán cô Hoa thế nào ạ? Ngon về nước hay là tháng khoảng 4 lần à? Dạ, nhà cô ở gần đây không cô ơi? Dạ, cũng cảm ơn cô nhiều ạ. Đây, người dân ở gần đi ăn ủng hộ rất là lâu đời rồi. Chúng ta đang đứng trong góc quán bún bò viên Vườn Chuối của cô Hoa. Đó, rất là đông các bạn. Là full khách rồi. Khách ăn xong nếu mà không no có thể gọi thêm cô xúc hoặc là
bộ xương thôi các bạn. Đó, cách mới vô. Rồi. Quán có bếp hoạt động liên tục, các bạn có thể thấy nhân viên đang chờ không ngừng nghỉ. Hết rồi nha, đừng có nhậu. Quán rất là đông nhưng mà đang thực những thực khách vẫn u buồn kéo vô. Dạ chú lưu lại con. Rất là nổi tiếng các bạn. Dạ. Đây là khách đang chờ để mua về các bạn. Một bún bò mì viên mang về không mày? Có rồi. Dạ. Từ chủ quán đến nhân viên hoạt động hết công suất. Hai tô của 16 là một tô của 1. Các bạn có thể thấy lượng khách đã chặt kín hết các bạn rồi. Nước mắm tương, nước mắm ở đây quán tự làm nên là được ai khách nào tới cái này cũng khen các bạn. Đó, nhân viên đang họ tương đen trước, tí sẽ có một tương đỏ luôn. Đã là vô tương xong rồi các bạn. Chuối của cô Hoa từ năm 1981, không có chi nhánh khác nha các bạn. Đây là hẻm 116 vườn chuối, nơi có quán bún bò viên cô Hoa từ năm 1981. Rất đông khách, bạn có thể thấy xe khách đó. Đây là từ phía ngoài nhìn vô, xe đã nghẹt hết rồi. Khách tại trong quán cũng đông nghẹt hết rồi các bạn. Khách đang lấy xe về ở quán cô Hoa bên nhà chính đã là không còn chỗ ngồi, thì quán cô Hoa sẽ có thêm một cái nhà ăn ngay đối diện nho nhỏ hơn cái quán chính, thì để cho những thực khách vô sâu mà không có chỗ sẽ ngồi. Đó, các bạn có thể thấy cả gia đình rồi đi ăn bún bò viên cô Hoa. Các con. Chào cả nhà, chào cô chú. Chú ơi, cho con hỏi là chú ăn quán được bao lâu ạ? 90 giờ. Từ năm 90 tới bây giờ là khoảng 28 năm rồi chú ạ. Thì chú ăn ở đây chú thấy bún bò viên ở đây thế nào? Ngon rồi. Ngon rồi chú.
tôi thấy ngon ở cái nước nước lèo hay là ngon ở nước tắm à? Lèo là một. Đấy dạ. Cái tương này là hai. Dạ dạ. Với lại cái bò viên. Dạ, cái tương ngon, cái bò viên ngon. Dạ. Cả nhà mình à, hay ghé đây ăn không cô? Cứ một tuần là một hai lần cũng ghé rồi con. Dạ dạ. Dạ dạ, rồi cũng cảm ơn cô chú nhiều ạ. Là căn nhà nhỏ thứ hai dành cho căn nhà lớn, khi mà full khách đầy khách thì khách sẽ được qua nhà này ngồi, mà nhà này đầy nữa thì sẽ không còn chỗ nào ngồi được các bạn. Đó, các bạn có thể thấy. Dạ. Quá là đúng đầy đủ luôn. Trái quy nữa không gì em? Không viên không có gì. Có gần luôn. Dạ không luôn, giá gì. Có hành lên. Bạn có thể thấy là người đã nghiệp rồi. Nhà nhỏ bên này nhân viên đang bê bún bò viên qua cho khách. Đó, các bạn có thể thấy nhân viên đang bê đưa cho khách. Trong khi quán bên này đã đông nghẹt và không có chỗ ngồi rồi, xe cũng nghẹt luôn. Ra ngoài, xin ra ngoài, xin đi theo bài rồi chứ. Cảm ơn.